Võ sĩ Bùi Yến Ly đã đoạt huy chương vàng hạng cân 51kg nữ môn Muay Thái tại Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2017. Ở trận chung kết tại Turkmenistan, Bùi Yến Ly được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ người Iran. Bằng những pha ra đòn chính xác, quyết đoán, Yến Ly đã giành chiến thắng chung cuộc 30-27. Cả 5 trọng tài tham gia chấm điểm trận chung kết đều cho điểm võ sĩ Việt Nam cao hơn đối thủ. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của Muay Thái Việt Nam tại ASEAN Indoor Games năm nay. Trước đó, một số vận động viên khác, trong đó có duy nhất đều bị loại sớm. Còn Bùi Yến Ly đã thể hiện phong độ ấn tượng ngay từ đầu. Trước trận chung kết, cô lần lượt vượt qua Karisa Tarapen của Philippines và Wa Cherin của Singapore đều bằng tỷ số 30-27. Bùi Yến Ly là võ sĩ Muay nổi tiếng của Việt Nam, từng giành rất nhiều vinh quang ở cấp độ thế giới. Trước ASEAN Indoor Games 2017, cô đã đoạt huy chương vàng Đại hội Thể thao Thế giới tại Ba Lan vào cuối tháng 7 năm 2017. Trước đó, Yến Ly cũng đoạt huy chương vàng SEA Games 2013 và Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2016. Ở bộ môn Taekwondo, bộ ba vận động viên nữ của đội tuyển quyền gồm Châu Tuyết Vân, Liên Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Lệ Kim đã xuất sắc giành huy chương vàng quyền đồng đội nữ. Cả ba đã có hai bài biểu diễn tự chọn và bắt buộc rất xuất sắc với nhiều động tác mạnh mẽ, lôi cuốn, thể hiện thần thái hơn hẳn 5 đối thủ khác đến từ Iran, Trung Quốc, Philippines và Indonesia. Tổng cộng, bộ ba của Việt Nam giành được tổng số 8,05 điểm và đoạt huy chương vàng. Đây là lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, ba cô gái của Việt Nam giành chiến thắng, lần trước là ở SEA Games 29. Như vậy, Taekwondo Việt Nam đã kết thúc ASEAN Indoor Games 2017 với 1 huy chương vàng, đồng đội quyền nữ và 4 huy chương đồng của Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Duy và Nguyễn Thị Lệ Kim.